Xin chào tất cả các bạn. Senpama giống cả quý tộc trên thế giới ấy, thì là trước chưa giờ Senpama thì nó đẹp hơn nhờ và trở nên có dáng dấp oai vệ hơn ấy, thì nhờ có việc cắt tỉa lông giống như là con người chúng ta thường phải cắt tóc. Nếu không cắt tóc thì tất nhiên là râu với cả tóc ra rất là dài đúng không? Con trai và con gái tóc cũng rất là rũ rượi đúng không? Chính vì thế là Senpama thế muốn đẹp thì chúng ta phải cắt tỉa một tí. Thì chú gà này sẽ có dáng dấp khác hẳn luôn so với việc mà chúng ta không tỉa. Thì việc tỉa tôi sẽ hướng dẫn các bạn rất đơn giản thôi. Chú gà ra cầm vào cánh thấy chưa? Sau khi đã cầm vào hai cánh của nó, tỉa lên, các bạn nhìn thấy này, trước ngực đó, đẹp là ở đằng sau phần ngực cho đến xuống đây là hình tam giác. Ra hình dung một hình tam giác này. Đó, để làm được như việc đấy chúng ta sẽ cần dụng cụ duy nhất là một chiếc kéo. Thì thường là chúng ta sẽ tỉa như này này, để như là cắt hết phần dưới này lên. Và tất nhiên là phần này lên xuống là xa chỗ này tam giác được chưa. Sau khi đã cắt được phần tam giác rồi, chúng ta sẽ tiến hành tỉa phần lông đùi. Các bạn chú ý là lông đùi rất là nhiều lông rồi, chúng ta tỉa bớt đi cả hai bên nhé, là trước và sau của lông đùi là cắt cẩn thận, không được làm chạm vào phần da. Gà rất lành da nhưng mà chúng ta phải làm sao phải yêu thương gà. Nếu mà cắt mà không cẩn thận chạm vào phần da gà sẽ xước da gà và chảy rất nhiều máu. Có thể những con nó chảy ít máu nhưng mà nếu mà chưa cắt vào phần mạch máu của nó, nhưng mà nói chung là rất là không tốt cho gà. Mình nên cắt thật khéo léo một tí, rất đơn giản thôi. Tiếp theo là cắt hai bên hông, cắt lông hai bên hông, nhìn không? Đấy, tôi sẽ cắt cho các bạn xem. Đó, phần lông hai bên hông là rất là nhiều. Sau khi cắt hai bên hông và dưới đùi là sạch sẽ này, và dưới đùi tôi vẫn còn thấy còn rất là nhiều lông. Đấy, tôi sẽ cắt nốt. Đó, không, chúng ta đã tiến hành tỉa cái phần nhổ cái phần lông đuôi này, ở nhổ cái phần lông ở chỗ sau câu này. Cái nhổ lông này thì tại sao tôi phải nhổ, vì sao? Nếu mà chúng ta cắt vào ấy, có thể cắt vào sau câu rất là nguy hiểm, nên bao giờ chúng ta phải dùng tay nhổ. Chú ý cho các bạn là sau khi đã nhổ tỉa lông gà xong thì nên rửa tay sạch sẽ ở xà phòng. Đó, sau đó khi đã cắt cái tỉa lông rồi, chúng ta tiến hành tiếp theo. Ở sau phần đuôi này có một lớp lông, ở sau cái lớp cái đuôi này có một lớp lông mà chúng ta cắt nốt, cắt gọn đi, cắt hết cái này lông mệt rồi. Sau khi đã cắt xong lông rồi, ra tiến hành cắt lông cánh. Ở phần cánh này này, cánh bây giờ chia làm hai phần, phần trên phần dưới. Thì cái phần dưới này ta giữ bảo tồn, ta cắt mỗi phần trên này thôi. Phần trên này tầm khoảng 10-12 cái lông, chúng ta cắt hết 12 cái lông luôn, cắt thành một đường, cắt gọn nhẹ như này được, cắt mạnh dạn cắt đi. Đó, hai bên đều như nhau này, cắt để nguyên này, để nguyên phần này nhé. Cắt gọn đi, rồi. Sau khi đã cắt xong phần đấy rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa phần lông mã. Lông mã thì ta sẽ tỉa như này. Lông mã, không bao giờ mình cắt một đường thẳng này, bao giờ cắt giống như cắt tỉa. Đâm từ dưới lên, cắt này, từng tí một. Đó, tỉa cho nó ngắn bớt đi. Được chưa? Rất đơn giản, cắt tỉa hai bên. Rồi, sau khi đã cắt tỉa xong hai bên rồi, chúng ta tiến hành nhìn lại xem là con gà của mình là có chỗ nào là lông. Đây là dưới bụng mà tôi thấy rất là nhiều lông. Đấy. Đấy. Sau khi đã tỉa xong con gà, chúng ta sẽ chuẩn bị xem kết quả của chúng ta sau khi được thả ra nhé. Nào, chờ đợi cho các bạn xem. Đó nào, rất oai vệ của con gà. Cái chú gà trong trường con đang thay lông nên tôi chưa có tỉa, sẽ tỉa cho con này trước. À, chúng ta tìm lại không? Đó, các bạn có thấy chưa? Nó rất là đẹp đúng không? Đó, chúng ta thì thấy rằng Senpama là chúng ta tí hon và quý tộc là vì sao đấy? Vì chúng rất bé. Đấy, có thể mọi người nhìn thấy này, chỉ bằng một gang tay thôi. Đấy, chúng có màu sắc thì rất là tuyệt vời luôn. Thực ra là tôi là người nhân giống đầu tiên ở Hà Nội này ấy, cho nên là ở ngoài miền Bắc này được hưởng lợi rất nhiều từ việc tôi nuôi ấy. Nhiều anh em được mua những chú gà giống về và nuôi ở trong nhà rất là vui và đẹp. Nói chung là sạch hơn tất cả các giống gà khác vì nó rất là nhỏ và thức ăn nó ăn rất là ít. Nên màu sắc cũng thế, màu sắc thì rất là đẹp, bắt mắt và dáng dấp thì nó đẹp vào cái dáng. Tất cả chú gà Senpama anh em chú ý là tất cả đều là màu cờ nhé.
nhiều chú drama kể cả tôi thấy bên Mỹ ấy, thì trông không lưng rất là khoảng lưng rất là dài và nói chung là nhìn như gà lai ấy. Nhưng mà bên Mỹ thì họ với họ như thế là bé, tại vì là tiêu chuẩn bên Mỹ nó khác. Bên Mỹ nó có, tại vì người châu Âu cả châu Mỹ ấy, người ta rất là to, khoảng 1m8 cho đến hơn 2m ấy. Nên là với những chú gà kể cả 5 lạng đến 7 lạng đấy, người ta vẫn thấy như thế là bé. Ở đây chú gà Serama chuẩn của Serama ở đây chỉ có chưa đầy 3 lạng. Đó.